Quốc lộ 47 đoạn qua huyện Triệu Sơn có chiều dài khoảng 16 km. Thế nhưng trên tuyến có hai khu vực mất an toàn giao thông nghiêm trọng do người dân họp chợ ven đường, đó là khu vực chợ Thiều ở xã Dân Lý và chợ Cóc ở xã Thọ Dân. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân triển khai các biện pháp nhằm giải tỏa chợ Cóc, chợ Tạm, thế nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Khu vực trước cổng chợ Thiều, xã Dân Lý nhiều năm qua luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhiều hộ dân thường xuyên chiếm dụng vỉa hè, hành lang quốc lộ 47 để bày bán hàng hóa. Vào những giờ cao điểm, một số tiểu thương còn xếp hàng hóa tràn lan trên vỉa hè, sát lòng đường để bày bán khiến giao thông khu vực này rất phức tạp. Mặc dù hàng ngày, chính quyền xã đều cử lực lượng chức năng ra nhắc nhở, dẹp bỏ những trường hợp lấn chiếm lòng đường. Thế nhưng, ngay sau đó, tình trạng này lại tái diễn. Khi nào có anh em ra thì dân chấp hành tốt thôi, người ta cũng thôi, nhưng mà trước khi lúc mà không có cái là người ta là dân các hàng rong lại bán, nhưng mà cái này thì phía lãnh đạo địa phương thì cũng thường xuyên nhắc nhở anh em đi làm thường xuyên. Tương tự tại khu vực thuộc địa bàn thôn 1, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, cứ vào 16 giờ chiều hàng ngày là một đoạn đường dài khoảng 200 mét dọc hai bên quốc lộ 47 lại được các tiểu thương, người dân trong vùng trưng dụng để bày bán đủ các loại hàng hóa. Vào thời gian cao điểm, khi công nhân tan tầm, đoạn đường này luôn trong tình trạng ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đối với về lực lượng chức năng thì bây giờ cũng không đảm bảo về quân số để tiếp tục thường xuyên túc trực ở khu vực chợ trước cổng công ty. Và thứ hai là các hộ là sử dụng mặt bằng tận dụng của các hộ gia đình kinh doanh ngay trước hộ gia đình. Thì sắp tới thì ban dân xã hộ xã làm các đội tự quản của cựu chiến binh và nông dân, phụ nữ để giữ gìn cái an ninh trật tự này và sẽ tăng cường thêm về công tác tuần tra và sẽ ký cam kết với các hộ để đảm bảo về công tác an ninh trật tự. Thời gian qua, lực lượng chức năng huyện Triệu Sơn đã nhiều lần ra quân giải tỏa hai khu vực chợ Cóc trên quốc lộ 47, song tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Khi có mặt lực lượng chức năng, những người buôn bán thu dọn vào trong, nhưng khi lực lượng chức năng đi khỏi, lại bày hàng hóa ra ngoài. Thời gian tới, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng họp chợ dọc tuyến quốc lộ 47, ngăn chặn hành vi họp chợ gây mất an toàn giao thông. Đồng thời cần nghiên cứu bố trí khu vực họp chợ thuận lợi, vận động nhân dân vào mua bán tại các chợ truyền thống, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.